Theo tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Đại tướng Phùng Quang Thanh, sinh năm 1949, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, sức yếu, đã từ trần vào hồi 3 giờ 45 phút ngày hôm nay 11 tháng 9 tại nhà riêng số 10 ngõ 9 đường Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Đại tướng Phùng Quang Thanh sinh ngày 2 tháng 2 năm 1949 tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc, nay là Hà Nội. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 9, 10, 11, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 10, 11, đại biểu Quốc hội khóa 11, 12, 13. Ông được trao quân hàm Đại tướng tháng 7 năm 2007. Đại tướng Phùng Quang Thanh là vị tướng trưởng thành qua chiến đấu. Cuộc đời binh nghiệp của ông là một tấm gương sáng về tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường, ý chí và nghị lực vươn lên. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng năm 2006, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và phân công làm Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng năm 2011, Đại tướng tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và phân công làm Phó Bí thư Quân ủy Trung ương. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13, Đại tướng Phùng Quang Thanh được Quốc hội phê chuẩn tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13, Quốc hội phê chuẩn Chủ tịch nước miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Với nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển trưởng thành của quân đội, Đại tướng Phùng Quang Thanh được Đảng, Nhà nước phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều danh hiệu cao quý. Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng Đại tướng Phùng Quang Thanh sẽ được thông báo sau.